Casemiro gây phẫn nộ. Tiền vệ người Brazil làm cổ động viên Manchester United nổi giận vì hành động đổi áo với đối thủ giữa trận gặp Fulham ở vòng 26 Premier League hôm 24 tháng 2. Casemiro đổi áo với đối thủ giữa trận. Sau tiếng còi kết thúc hiệp 1, Casemiro bất ngờ đổi áo với Rodrigo Muni trước khi tiến vào đường hầm sân Old Trafford. Đừng để Roy Keane thấy hình ảnh này, ESPN bình luận. Việc đổi áo giữa trận là không được phép, tài khoản The True Red Devil chỉ trích Casemiro. Casemiro đổi áo với đối thủ trong hoàn cảnh Manchester United đang gặp khó khăn, thật khó chấp nhận, một cổ động viên phẫn nộ. Ngoài hành động gây bức xúc, Casemiro không để lại nhiều dấu ấn trên sân. Trước khi rời sân ở ngay đầu hiệp 2 vì một vết thương ở vùng đầu, cựu tiền vệ Real Madrid thường xuyên để mất bóng ở giữa sân. Phút 39, Casemiro còn chuyền lỗi, tạo cơ hội cho Fulham tổ chức tấn công. Chỉ có tài năng của Andre Onana mới cứu chủ nhà khỏi bàn thua sau pha dứt điểm kỹ thuật của Andrea Pereira. Manchester United trải qua ngày thi đấu đáng thất vọng khi để thua Fulham 1-2 ngay trên sân nhà. Trận thua đầu tiên trước đối thủ thành London tại Old Trafford sau 21 năm khiến Quỷ Đỏ vỡ mộng vào top 4. Lúc này, thầy trò huấn luyện viên Erik Ten Hag bị Aston Villa bỏ xa đến 8 điểm, 52 so với 44, trong khi mùa giải chỉ còn 12 vòng. Ở vòng tiếp theo, nếu không giành kết quả thuận lợi trước Man City, hy vọng vào top 4 của Manchester United gần như bị đặt dấu chấm hết bởi Aston Villa nhiều khả năng sẽ tiếp tục có 3 điểm khi chỉ phải chạm trán câu lạc bộ chiếu dưới, Luton. Với đội hình bị tàn phá bởi bão chấn thương, không nhiều cổ động viên kỳ vọng về việc thầy trò Ten Hag tạo bất ngờ trước đối thủ cùng thành phố đang có lực lượng và phong độ tốt nhất.